Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Toàn cảnh đám cưới của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Sau màn tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay của Kim Lý Hồ Ngọc Hà và có chia sẻ về kế hoạch thực hiện hôn lễ. Mới đây trong buổi giao lưu với truyền thông, ca sĩ Hồ Ngọc Hà thoải mái chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới với Kim Lý. Cô trải lòng những trăn trở của bản thân. Theo lời nam ca sĩ, cô và Kim Lý không quan điểm trong việc lên kế hoạch đám cưới. Bản thân người đẹp mong muốn có một đám cưới lãng mạn với những người thân thiết. Thế nhưng Kim Lý lại không có đám cưới lớn, mời toàn thể bạn bè khắp thế giới. Bản thân người đẹp không mong muốn có một đám cưới lãng mạn với những người thân thiết. Thế nhưng Kim Lý lại không muốn có một đám cưới lớn, mời toàn thể bạn bè khắp thế giới. Dù không tán đồng việc mời đông khách, nhưng trước mặt Hồ Ngọc Hà vẫn thấy chồng sắp xếp mọi việc. Cô thấy Hồ Ngọc Hà cho biết, tôi và Kim Lý chung quan điểm, nhưng cùng quan điểm trong việc làm đám cưới. Tôi chỉ mong tổ chức một đám nhỏ ở một nơi nào đó, còn anh Kim Lý có đông bạn bè và nhiều mối quan hệ nên mong muốn khách mời khắp nơi trên thế giới về dự. Với tôi, đám cưới là một nghi thức, nghi lễ và sau đó cô dâu và chú rể phải nói chuyện, vui chơi và chia sẻ cùng với quan khách. Nếu tổ chức tầm 1.000-2.000 khách, mời chỉ tôi không thể tiếp đãi được hết, tôi sẽ cảm thấy có lỗi và làm phiền người khách nên rất sợ làm đám cưới quá to. Trước đó vào tháng 6 năm 2023 vừa qua, Kim Lý gây bão trên mạng xã hội khi tuyên bố chắc chắn sẽ tổ chức đám cưới với Hồ Ngọc Hà. Nam diễn viên nhấn mạnh thêm thời gian cụ thể bằng tiếng Việt là cuối năm nay. Tuy nhiên đến hiện tại, nữ ca sĩ cho biết để có thêm một hôn lễ chính chu, mời được nhiều bạn bè thì sớm nhất cũng rơi vào khoảng tháng 1 năm 2024. Trước đó vào tháng 6 năm 2023 vừa qua, Kim Lý gây mạng xã hội khi tuyên bố chắc nịch sẽ tổ chức đám cưới với Hồ Ngọc Hà. Nam diễn viên còn nhấn mạnh thêm thời gian cụ thể bằng tiếng Việt là cuối năm nay. Đáng chú ý, trong buổi giao lưu giọng ca Một Thời Thương Nhớ, nói thêm về con trai Subel cũng như dự định sẽ Subel xuất hiện trong đám cưới của Hồ Ngọc Hà. Phần lớn mọi người đều biết đến Subel, thế nhưng con trai lại không thích bản thân bị chú ý. Điều này khiến cô và Kim Lý suy nghĩ đắn đo trong việc giới thiệu con trai ngày trong đãi. Subel bây giờ không phải gọi là Wendy, vì đó là tên trên lớp của con. Wendy không phải giờ thích xuất hiện trước ống kính, không ít ai đó chụp hình mình. Tôi và Kim Lý trân trọng con, anh ấy nói tôi nên để ý cho con xuất hiện riêng như thế nào. Nhưng do mọi người đã biết Wendy xuất hiện như thế nào cùng gây chú ý. Từ khi có Kim Lý đồng hành, Hồ Ngọc Hà tương tứ và cảm thấy may mắn vì có chồng hỗ trợ nuôi dạy các con, đặc biệt đối với Subel. Hồ Ngọc Hà cho biết chồng là người hướng dẫn con trai vì những phát triển sinh lý. Riêng người đẹp cô đóng vai trò là một người bầu bạn tâm sự với con. Thời gian gần đây xuất hiện của Subel càng công chúng quan tâm. Ở tuổi 13, cậu bé cao lớn vượt trội, ngoại hình trù nết, điển trai thấy rõ. Qua những hình ảnh được bố đăng tải, có thể thấy quý tử đầu lòng của Hồ Ngọc Hà là người tình cảm hết lòng yêu thương các em. Cuối tháng 5 vừa qua, khi con trai thứ hai của Cường Đô La và Đàm Thu Trang chào đời, nhóc tỷ gây sốt với dáng vẻ bé con chuyên nghiệp. Hay trước đó vài ngày trong chuyến du lịch với gia đình Hồ Ngọc Hà Kim Lý tại Đà Nẵng, khoảng cách Subel, hai tay dắt hai em Chu Lê. Hiện tại thông tin Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chuẩn bị đám cưới khiến người hâm mộ vui mừng. Như vậy sau 6 năm bên nhau và có hai thiên thần song sinh, chuyện tình cảm có cặp đôi có hồi kết viên mãn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.